bên bên bạn anh Ngọc Văn Quá giờ nhẹ thôi à. Có lời kiểm duyệt ca sĩ nào đưa bài hát để kiểm duyệt đó à. Nhưng mà mấy bạn anh đang kiểm duyệt những cái bên em làm đất đai á, bên cấp sổ đỏ á. Vừa lên những cái bài hát dạ. Là điều kiện khi mà anh có điều kiện tốt là nhiều người có thể nhiều người bu tới rồi thân người gì tiêu diệt anh á. Anh đâu có hát anh đâu có gì vậy. Tức là mình phải có cái điều kiện cái đã, tạo cái điều kiện đó. Giống như bây giờ anh ở bên này anh kiếm cái hàng ngon rồi, hàng anh toàn hàng đẹp rồi, bán chạy không à, ai tiêu diệt ra anh. Ở Việt Nam ai cũng quá rồi, nó ồn trùng đó, nó hàng đúng không, nó hàng đám cũng đám công chẳng hạn. Đảm bảo một nửa năm sau là 4-5 người khác hay là chục người khác tìm ra anh vậy. Giống như anh cứ tạo từ dùng từng ngày tìm thấy khách sẽ tìm tới anh, đừng có đừng có gấp vội lắm, bán kịp rồi cho nó cháy bốc lên kìa, bốc lên sao.